Nhắc đến Tây Nguyên, nhiều người hay nghĩ đến một vùng đất hoang sơ đầy nắng và gió cùng những con đường đất đỏ uốn lượn. Bên cạnh các thắng cảnh đẹp, nền văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú cũng là yếu tố quan trọng để Tây Nguyên trở nên hấp dẫn hơn trong mắt du khách bốn phương. Riêng thành phố Buôn Mê Thuột, đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đã gây ấn tượng cho du khách với các món ăn ngon và hấp dẫn. Tại nhà hàng nướng và lẩu Papa Buffet, thực khách sẽ có cơ hội trải nghiệm thực đơn đặc sắc với rất nhiều lựa chọn hấp dẫn về món ăn và nước sốt, được chia làm hai nhóm là tiêu chuẩn và cao cấp. Đây là một điểm quen thuộc của tất cả các bạn Buôn Thuột vì ở đây chúng ta sẽ có những cái món ăn rất là hợp cho gia đình, hợp khẩu vị cho người lớn và trẻ con, phục vụ cũng rất là chuyên nghiệp. Tôi thấy ở đây có những rau và những cái đồ nguyên liệu rất là tươi và rất là ngon. Điểm nhấn trong thực đơn của nhà hàng là các món lẩu được nêm nếm đậm đà với nhiều hương vị như lẩu xuyên tiêu, lẩu tôm dung, lẩu thảo dược. Địa điểm sở hữu không gian rộng rãi được phân chia thành nhiều khu vực với tầng trệt là đồ ăn tự chọn và khu vui chơi cho trẻ em. Còn tầng trên là nơi phục vụ buffet, nướng, lẩu tại chỗ được thiết kế mang đậm phong cách xứ sở mặt trời mọc. Quán của chúng tôi thì có một cái điểm đặc trưng đó là có cái live buffet để cho khách hàng có thể tự lựa chọn món ăn mà mình yêu thích. Nếu thực khách đang muốn tìm một nơi thích hợp gặp gỡ bạn bè, hội họp gia đình hoặc tiệc công ty trong không gian rộng rãi, món ăn ngon và phục vụ chu đáo, địa điểm này chính là một trong những gợi ý không nên bỏ qua